Nãy giờ rớt rồi, giấc này ăn rồi cả nhà ơi. Nhúng nữa đi chứ. Chán đi. Đi chạy ra ơi. Dầu ơi, còn chưa ăn này dầu ơi. Gan dầu ơi, kiếp đi. Tập trung đi. Đúng lắm rồi. Đây anh Chí TV nè. Để mình cuốn cái này sao ạ. Anh Bến ăn mạnh lên anh Bến. Nhưng mình chán kìa. Nhúng đi. Người ta nhúng đâu một đống đâu. Vô Tấn. Chỗ cái gỗ cao đó. Vô đó. Vô đi. Trời ơi anh Chí TV anh cuốn cái kìa kìa kìa. Anh cuốn rồi mà nãy giờ ta cũng được anh tới anh cuốn kìa. Trời ơi. Dính nó vậy chứ rồi. Đó kìa. Dính ra gấp từ lên. Dính ra. Đó vậy vậy á. Tôi kiếm miếng bự cuốn lại thấy ngon anh ơi. Ra ngoài cuốn không? Mình cuốn ra mà không chán một con ăn hết á. Ông nội cho ở trong này ăn gì đây hả? Chứ không thấy. Ăn nữa lên đây. Cái này trong ấy. Dính hết trơn rồi kìa. Gỡ con gà. Gỡ con gà tôi dính chế gỡ. Anh mời anh rửa hết lại đây là nữa, lại đây này cả nhà. Anh kỹ quá. Đâu Khải đó bị tôi được y bỏ vào lấy chạy rồi. Ăn rồi. Hai thằng cũng bỏ vào lấy. Trời ơi ăn nguyên cái chén vậy đó hả? Ừ. Rồi đưa lên đây. Trời ơi. Tao cũng bỏ lấy à. Ừ đúng rồi đúng rồi. Bữa đó khác thằng bữa đó múc cuốn bữa này thất bại rồi bạn ơi. Bữa đó cuốn có chán ngon hết sức rồi. Thôi mình ăn cũng ăn gì. Bữa nào thì bưng đi cái này nè, của nội con năm bưng thôi bún không bưng đâu nè. Đây nhét cái đùi vô cái ai, đồ gác không chịu gác trời. À nãy mình nhớ thì chạy chiếc chiếu rộng lắm mà. Chạy thằng chiếu không? Nhậu không nội tao. Mắt cái dọn dẫm của ổng hết rồi rồi. Bọn thì dẫm cái làm khác, nay con bên kia dẫm bên mình. Alo alo, vô cô lên giá, cứ có một thằng đi bể hai trái dược ư. Ai dám dược ta? Đó, đó. Nào, này hả? Xin cho ghệ tôi miếng mình nội. Nội, trời phát cái ăn mà không xin gì nhà nữa. Ăn xin gì nữa hả? Ăn cho xin gì không cho. Có hai đứa, một đứa ăn, nhịn nữa. Ăn cho ăn không, đâu cho tôi xin. Mày ăn hết, còn không cho tao hết. Đâu cho ăn, thấy mày ăn bánh mì hái. Ăn gái hả? Cá không? Cá không có bà nấu bành gà, không cá gà. Ok rồi. Bánh tráng cũng đùi được bạn ơi. Khỏi chấm một cặp cái nữa. Thơm đâu, thấy không thơm nào đâu. Này nè, nãy gì lựa mà, tôi kêu đủ nướng mà. Trời, bà thơm rồi. Vậy là không có hay gì đâu. Mua này mua có ai hả? Không bồng cho có ai. Chết rồi. Ôi. Cái này có ai lấy về cái mới đâu ông nội. Bên kia không có rồi, nó mới chạy rồi. Chả được nè, có bà thơm rồi. Chạy ra ngoài bánh đỏ. Dạ lắp chưa? Cái nhà của mình cưng á. Là tao bán thuốc là bỏ từ tủ đá luôn nữa. Cái này là thằng đệ này kêu ra đi chạy 40 số rồi mua gà thơm. Nãy mua bình quán gì bầu á. Quán gì bầu á. Bà ở đường bà bán con có đâu tư nữa. Chỉ có ngoài bánh đỏ bán con tư thôi. Im từ từ, tao cũng muốn chán nó trời. Dạ. Ông bánh tráng thì quay thầy dạ. Hai cuốn đầu nó cũng xả hết ra. Chỉ có làm gì làm đi. Đó. Thấy không? Để nghe nè. Thấy ngon không? Ơi, con. Nó chỗ gì tới trong luôn đây nè. Rồi. Trời ơi cứu. Đó. Đó, đó, đó. Đó. Để tôi hốt mua lại cho ông. Nghe không? Đó. Qua dữ. Giờ rồi bà năm muốn vào bà lá ké nữa kìa. Giờ là chấm cái này. Cái này chấm này. Nè. Đây đây đây.
đó. Đừng có nói chung chung nữa đi. Đó. Ôi ôi. Thôi hết biết rồi. Chữ lắm rồi đã rồi. Chữ lắm rồi. Có cái hậu rồi. Vô. Coi vô cái coi vô vô vô, vô anh mười ó nó ôi ôi nó ngon mà đang thẳng luôn. Đây thẳng luôn hả? Anh đồng hai. Đồ này không có đâu không nè. Ừ. Mát mà ông hai mới đưa có vụ nhâm mà mát dữ rồi. Không mà cái này để pha cái mới đưa uống mà nha. Tính thôi cho mày mà. Thôi kết thúc video cả nhà ơi, để thôi mấy ảnh đang hết rồi.